Khi được hỏi liệu ông có lo lắng khi kịch bản giống với AFF Cup 2020 khi Việt Nam hòa lượt trận thứ ba và bị mất ngôi đầu bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời ngắn gọn, không cần phải lo lắng về điều đó. Đúng như vậy, tuyển Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước Singapore để giành tấm vé vào bán kết sớm một vòng đấu. Sau 3 lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có 7 điểm, vẫn đang dẫn đầu. Kịch bản này khá giống với kỳ AFF Cup 2020. Quay lại thời điểm một năm trước, Đội tuyển Việt Nam cũng bị đối thủ thi đấu tử thủ và bị cầm hòa không đều ở lượt trận thứ ba. Tuy nhiên, Việt Nam xếp sau Indonesia ở lượt trận cuối cùng và chúng ta chỉ thắng Campuchia với tỷ số 4-0, còn Indonesia bất ngờ ngược dòng Malaysia với tỷ số 4-1. Cả hai cùng có 10 điểm, hiệu số dương 9, nhưng Indonesia xếp trên nhờ hơn số bàn thắng, 13 so với 9 của Việt Nam. Xếp nhì bảng, Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết và dừng bước. Giờ đây, kịch bản đó có thể lặp lại. Tuy nhiên, mọi con tính đang nằm trong tầm tay của huấn luyện viên Park Hang-seo và có giả thiết cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chọn đối thủ cho vòng bán kết. Thực tế, Thái Lan không còn mạnh như một năm trước, nhưng họ vẫn là đội bóng giàu bản lĩnh. Còn Indonesia có thừa sức trẻ, bù đắp thêm sự kinh nghiệm của những lao tướng như Jody Ahmad hay Mark Glock. Và cục diện của bà Nga chỉ ngã ngũ ở vòng đấu cuối cùng khép lại. Ở đó, Thái Lan sẽ gặp Campuchia, còn Indonesia sẽ gặp Philippines. Thật khó để chờ đợi cú sốc mang tên Campuchia. Indonesia và Thái Lan vẫn là đối thủ tiềm năng nếu Việt Nam lọt vào bán kết. Trên lý thuyết, đoàn quân của huấn luyện viên bangsơ có thể bị loại, nhưng đó là kịch bản chỉ có trong trí tưởng tượng. Nó chỉ xảy ra khi Singapore thất bại trước Malaysia và Việt Nam thảm bại trước Myanmar. Hiện tại, Việt Nam có 7 điểm, hiệu số dương 9, còn Singapore có hiệu số dương 3. Thật khó tưởng tượng Việt Nam lại thua Myanmar với cách biệt 8 bàn trở lên, bởi đó là con số điên rồ. Nhưng Việt Nam có quyền lựa chọn đứng nhất hoặc nhì bảng. Nếu thắng, chúng ta chắc xuất nhất bảng, khi đó đối thủ sẽ là đội nhì bảng A. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi thi đấu lượt về trên sân nhà, còn trong trường hợp nhì bảng, đối thủ sẽ là nhất bảng A. Ngoài ra, việc các trụ cột được nghỉ ngơi ở trận gặp Singapore cũng mang đến những tính toán nhất định về thể lực cũng như con người cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Cả Indonesia và Thái Lan đều là những đội bóng giàu cá tính ở khu vực Đông Nam Á. Có thời gian nghiên cứu đối thủ, phân tích và chọn đối thủ cũng là lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam. Tất cả đang nằm trong tầm tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế, bóng đá luôn có rất nhiều biến số. Bất kể sai sót nào cũng khiến cho đội bóng phải trả giá. Có quan điểm cho rằng, chọn đối thủ cũng là rủi ro bởi khi vào bán kết, sức mạnh của các đội không quá chênh lệch. Nhìn cách Indonesia hay Singapore tử thủ trước Việt Nam để thấy khó khăn luôn trực chờ. Thế nhưng, chủ động vào bán kết theo cách mình tính toán là điều không phải đội bóng nào cũng làm được. Tầm vé vào bán kết cầm chắc trong tay. Giờ là lúc người hâm mộ chờ đợi Thái Lan, Indonesia hay cú sốc mang tên Campuchia là đối thủ của Việt Nam ở vòng đấu này.